được gặp lại quý vị trong chương trình Đẹp Để Tự Tin, được phát sóng vào lúc 21:50 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Có thể nói là với những chị em phụ nữ khi mà sở hữu một gương mặt đầy đặn thanh tú thì nhìn cũng trẻ trung và rạng rỡ hơn rất là nhiều. Nhưng bên cạnh đó có một số chị em coi như là sở hữu gương mặt là có má hõm nè, thái dương hõm, nhìn như vậy thì hơi thiếu sức sống và cũng làm cho các chị em cảm thấy mình không được trẻ trung, thiếu tự tin rất là nhiều. Và chính để khắc phục những khuyết điểm này thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều phương pháp coi như là nở rộ luôn để giải quyết những cái khiếm khuyết đó. Và tất nhiên cái gì nhiều quá thì nó cũng sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro. Và ngày hôm nay thì chủ đề của chương trình sẽ giúp cho quý vị có thể hình dung cũng như là cách để giải quyết khiếm khuyết này. Nhưng mà trước tiên chúng ta hãy cùng theo dõi tiểu phẩm của chương trình quý vị nhé. Thôi, cái gì đâu mà nhăn nhó khóc lóc, cái mặt xương xương tôi thấy đẹp mà có gì đâu. Ai chê, thằng người yêu hả? Người yêu cũng bỏ hết cho tôi. Nó chê nhan sắc của mình, tức là nó đụng vô lòng tự trọng của mình. Đã đụng vô lòng tự trọng của mình là mình không nói chuyện với nó. Cạch mặt tiền cho tôi nghe chưa? Chết, con nhỏ bạn của mình, nó ế triền miên. Bây giờ mới vớ được một thằng bạn trai, vậy mà mình xuống nó bỏ. Trời ơi, không được rồi, phải kiếm ai bù vô cho nó đây ta. Anh hai, vụ gì tự nhiên cái bữa nay sao thái độ khác với anh hai vậy? Xin tiền không có tiền đâu nha, không có tiền. Anh hai ế 30 cái nồi bánh chưng rồi đúng không? Anh hai, bây giờ anh hai cặp với con nhỏ bạn em đi. Nói tụi bay tụi bà, không có biết mặt người ta mà nghĩ làm sao mà tự nhiên đòi cặp rồi được cưới người ta. Nói lên đây, não lòng đó anh hai biết không? Cái mặt nó sương sương, thằng người yêu nó chê nó quá. Em đốc thúc em cho bỏ thằng người yêu nó đi. Người phụ nữ mà gặp người đàn ông như vậy đúng, thì tốt nhất nên bỏ ngay cái dòng gửi xe liền. Bỏ rồi. Cho dù có ế nhưng ta vẫn bỏ. Cảm ơn anh hai. Đó. Hai đồng ý cưới bạn em là đúng hơn. Bỏ đi. Tự nhiên ta chưa gặp mặt bắt người ta cưới, tôi mong manh dễ vỡ. Rồi về lỡ người ta dữ quá, ta ăn hiếp tôi sao? Dữ đâu? Phải hợp tính tình của tôi chứ. Trời ơi, con Dung, cái con mặt xương xương hay tới nhà mình chơi với em nè. Dung hả? Ừ. Bây giờ mặt xương đúng không? Ừ. Thẩm mỹ viện thiếu gì? Tại sao không vô tim? Gì tim má gì baby đó. Anh ra trời ơi. Tim má baby. Đúng rồi. Nha. Bây giờ em chạy qua bên bác sĩ á để đưa bạn em vô đó tư vấn. Anh hai ở nhà lo chuyện gia đình đi nghe chưa? Chuyện gia đình thì chưa làm gì hết. Trời ơi, nhà có hai anh em, anh lo chuyện gia đình, em lo chuyện thiên hạ. Trời ơi. Quyết định vậy đi. Kêu nó tim má baby rồi anh hai cưới nha. Kính thưa quý vị, cái mở mặt baby là một hình thức coi như là một phương pháp làm đẹp hiện nay mà được các chị em rất ưa chuộng, sẽ làm đầy những cái vùng hõm giúp cho các chị em có được nét trẻ trung, thanh xuân rất là rạng rỡ. Nhưng phương pháp này được thực hiện như thế nào và làm như thế nào để thực sự an toàn thì ngày hôm nay Tường Vi đã mời đến chương trình Đẹp Để Tự Tin bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Xuân Hiệp, giám đốc chuyên môn thẩm mỹ viện Anna. Xin chào bác sĩ. Chào Tường Vi. Xin chào các bạn. Nghe mọi người thậm chí là thấy quảng cáo rất là nhiều về cái phương pháp là cấy mở mặt baby. Như vậy thì cái phương pháp này là như thế nào ạ? Với một cái người mà có khuôn mặt hõm, hóp má hoặc là thiếu thể tích, vùng lõm ở những cái vùng dưới mắt hay vùng thái dương, nó sẽ tạo cho khuôn mặt của mình có một cái vẻ mặt nhìn nó thiếu sức sống, nó hơi buồn buồn và nó thiếu cái sự năng động. Yeah. Khi mình bù vào những cái đó thì mình sẽ làm cho khuôn mặt trở nên cân đối, trái xoan, làm cho khuôn mặt nó đầy đặn hơn. Để tạo một khuôn mặt baby thì nó có hai phương pháp. Một là người ta sẽ sử dụng các cái sản phẩm filler để làm đầy, và hai là người ta sử dụng sản phẩm mỡ tự thân. Như vậy thì khi mà mình đưa mỡ vào thì mình sẽ đưa vào với cái dạng như thế nào bác sĩ? Đây là một cái kỹ thuật mà cùng bác sĩ nổi tiếng ở bên Mỹ, ở Coleman, tôi gọi là phương pháp Coleman. Thì sau khi chúng tôi lấy mỡ ra khỏi cơ thể bệnh nhân thì chúng tôi qua một quá trình chu trình xử lý để lấy được những cái tế bào mỡ, mà làm sao những tế bào mỡ đó nó nguyên vẹn nhất, không có bị tổn thương, không bị bể vỡ, thì cái sức sống của nó sẽ cao nhất. Trong các cái mỡ lấy nó sẽ có các cái tế bào gốc, và người ta cố gắng khi sử dụng trở lại thì người ta trộn những cái tế bào gốc mà người ta thu được với cả những cái tế bào mỡ đó để trở thành một cái mix, và người ta sẽ đưa vào trong cái quá trình ghép mỡ trên cơ thể. Thì hồi nãy là có hai cái lựa chọn. Một là mình sử dụng theo filler và hai là sử dụng theo mỡ tự thân. Thì cái hiệu quả của cái này nó có khác nhau và nó duy trì được như thế nào ạ? Trong hai phương pháp này thì mỗi phương pháp nó đều có ưu và nhược điểm nhất định. Phương pháp sử dụng HA hay gọi là filler thì thời gian nghỉ dưỡng rất ít, nhanh gọn, bạn có thể làm
lunch time, bạn có thể hẹn bác sĩ đến, sau đó trong vòng 15-20 phút là bác sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ, bạn về, yeah, bạn tiếp tục đi làm trở lại và chỉ việc uống nước là hết. Rất là nhanh, gọn và đơn giản. Nhưng có hai vấn đề cần phải quan tâm. Một, cái này có tính chất giai đoạn thì bạn chỉ có tác dụng trong vòng 1 năm. Nếu như bạn sử dụng filler cho những cái má baby hoặc những cái vùng hõm mà nó ít số lượng, bạn chỉ 1-2 ml thì cái giá thành nó không cao. Yeah. Nhưng nếu bạn sử dụng filler với một thể tích nhiều lớn, giống như bây giờ ta làm filler cả mông, cả, yeah, ngực, vấn đề giá thành nó sẽ đổi lên rất là cao. Ngược lại, mỡ nó lại bù lại những ưu điểm đấy. Đó là một phẫu thuật phải có làm một cái xét nghiệm test, và cái cuộc phẫu thuật đó nó phải trung bình kéo dài khoảng tầm 2-3 tiếng, nó tùy vào cái mức độ lấy. Thứ hai nữa, phẫu thuật thì nó cần phải có cái thời gian mà hồi phục, nhưng mà ưu điểm của nó, mỡ nó là tế bào sống và khi ghép vào mô cơ thể thì nó có khả năng sống, vậy tác dụng của nó sẽ kéo dài hơn. Yeah. Thứ hai nữa, trong quá trình người ta cố phân tách lọc, lấy thêm được những cái tế bào gốc và người ta trộn lẫn trở lại với cái sản phẩm tiêm, khi cái hỗn dịch đó nó sẽ làm kích thích ở những cái vùng tiêm, nó làm cho làn da đẹp hơn. Như vậy thì cái quá trình mà chăm sóc sau đó thì nó có quá phức tạp không ạ? Chăm sóc của một cái ghép mỡ thì tương đối là đơn giản. Tùy thuộc vào cái số lượng mỡ cần lấy thì có thể họ cần phải có những cái nốt khâu khi lấy mỡ, bởi vì cái đường nó chỉ rạch khoảng tầm 3-5 mm. Nhưng mà có trường hợp mà lấy mỡ ít, số lượng ít thì gần như người ta không cần, bởi vì nó chỉ bằng một cái đầu kim giống như nạn trứng cá thôi, cho nên là không cần, không có bất cứ một cái quá trình cần phải quay trở lại tái khám, phải chỉ. Sau khi bơm mỡ thì mình chỉ cần uống nhiều nước, uống thuốc theo toa, và mình cần phải lưu ý để tránh tì đè những cái vùng mà mỡ mà bác sĩ đã bơm để tạo dựng. Bạn nên đến tái khám theo định kỳ bác sĩ để người ta xem nếu như người ta cần điều chỉnh hay dàn trải, hay là nhắc bạn những cái gì massage đó thì làm, còn nếu không thì tự động bạn cứ giữ nguyên cái vùng mỡ đó. Trong vòng đến 4 tuần thì các cái tế bào mỡ ghép, khi người ta ghép mỡ vào trong cơ thể thì người ta tạo sự đan xen vào trong cái mô lành, yeah, để giả những tế bào mỡ giống như bạn gieo những hạt thóc. Và khi mà bạn làm một cái trình độ, những bác sĩ có kinh nghiệm, cái nghề cao nhất, thì những cái tế bào mỡ đó họ được đặt lại trong cơ thể ở những cái điều kiện tốt nhất và khả năng sống sót nhiều nhất. Cần phải ăn uống dinh dưỡng đầy đủ, bởi nó vừa nuôi cơ thể bạn nhưng đồng thời nó vừa phải nuôi cái vùng mà cấy ghép nó cần dinh dưỡng. Ngoài ra thì mình cần phải mua kem chống nắng, là nên tìm đến một cơ sở thẩm mỹ có uy tín, có được cấp phép, các cái bệnh viện có chức năng để mà thực hiện cái thủ thuật đó, bác sĩ có tay nghề cao. Những lưu ý khi làm tạo hình mát baby: lưu ý bảo vệ vùng mặt, tránh khỏi những va đập trong 24 giờ đầu sau khi tạo hình, tư thế nằm thẳng, không chèn ép má và hai thái dương, không chơi thể thao, vận động mạnh hoặc cười lớn để tránh tổn thương vùng mặt. Khi mỡ vừa đưa vào cơ thể luôn cần có thời gian để liên kết và trở nên hài hòa tự nhiên, vì vậy không nên sờ nắng hay massage để tránh làm tổn thương vùng mặt. Tuân thủ dặn dò của bác sĩ và tái khám đúng hẹn để kịp thời xử lý những tác dụng phụ không mong muốn. Kính thưa quý vị, hy vọng là qua những lời chia sẻ của bác sĩ Lê Xuân Hiệp thì quý vị có thể chọn lựa cho mình một phương pháp thật sự là hiệu quả và an toàn. Và chương trình Đẹp Để Tự Tin đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:50 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại.